À, con kính chúc thầy đi hoằng pháp được an lạc. Thưa thầy, khi còn trẻ mẹ con là người rất tốt, nhưng bây giờ lớn tuổi tự nhiên mẹ con đổ nghiệp thân khẩu ý, xin thầy từ bi chỉ bảo. Mẹ con vẫn thường niệm Phật và Quan Âm, nhưng đều xin cho gia đình con cái công danh sự nghiệp mẹ không nghĩ hướng về Phật pháp. Tại vì mình đã hướng ở một cái mức độ cao hơn thì mình nhìn mẹ niệm Phật tụng kinh bằng một cái điều rất là đơn giản là chỉ cầu nguyện cho con cái. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ như thế này nè, cái này cũng không có gì gọi là đổ nghiệp, trừ khi nào mình, thí dụ bây giờ cái người đó tham sân si đầy đủ, thân nghiệp khẩu nghiệp luôn luôn tạo những cái điều không thiện, thì mình xót thương, mình hướng dẫn để cho cái vị đó tiêu nghiệp tiến tu. Còn bây giờ quý vị nghĩ một bà cụ hiểu Phật pháp một cách đơn giản là gì? Niệm Phật cầu an cho con cái. Vì bà muốn con cái bà khỏe mạnh an vui cho nên bà mới cố gắng bà tu và niệm Phật. Như vậy cũng là một cái hướng tốt. Tại vì một con người mà người ta có một cái điểm, cái đỉnh nào để người ta hướng thì người ta mới phát tâm. Ví dụ như chúng ta cũng vậy, muốn tu tốt cho nên mình mới hướng tâm đường tu, và mỗi ngày mình nghe pháp mình học vì mình muốn một ngày nào đó mình tới cái chỗ cao tột hơn, hay hơn. Vì vậy cho nên hồi nãy mình có nói ở bên chùa Phổ Minh đó, tinh tấn nó có một loại gọi là gì, lợi lạc hữu tình tinh tấn, vì lợi lạc cho mọi người mà làm. Thì mẹ cũng thế, mẹ vì muốn sự bình an cho con mà cố gắng niệm Phật. Nhưng mà nếu mình không nói cái điều đó chưa chắc bà có một điểm để bà tu. Bây giờ nè, mình ít có khi nào mà đến với Phật một cách đơn thuần, chỉ thắp cây nhang lắm, đa số là mình có điều kiện. Phật phù hộ cho con đòi được nợ kỳ này con cúng phần nửa in kinh. Mình luôn luôn có điều kiện. Mà hễ mà mình đang bệnh, Phật phù hộ kỳ này cho con hết bệnh, con xuống tóc cho con trai 3 tháng. Lúc bình thường đâu chịu xuống tóc đâu, kỳ này bệnh quá xuống xuống tóc và ăn chay 3 tháng. Thật sự bây giờ mình nghĩ coi, ít khi nào mình đến với Phật mà mình không có điều kiện với Phật đâu. Đó, mà mẹ hễ mà Phật mà có điều kiện, mà Phật mà cho mình được cái là mình phải Phật linh. Thành thử ra mình cũng đừng có nhìn bà cụ là một dạng gọi là tu dở, nhưng mà bất quá là ở một cái hình thức, một cái tâm niệm đơn thuần của một người mẹ, một bà cụ là thương con và ráng tu thôi, thì cái đó chúng ta cũng nên trân trọng. Rồi từ từ mình hướng thêm. Ví dụ bây giờ mình thấy nếu mà bà nè không vì niệm Phật cầu nguyện cho con, như hồi sáng con hôm tối hôm qua con bà cụ đó 86 tuổi mà giờ vẫn đi club, thì quý vị so ra bà má mình ngồi nhà niệm Phật cầu an cho con với bà cụ 86 tuổi đi club mỗi tuần muốn nào, phải không? Trước con kính chúc thầy vạn sự cát tường hỷ lạc, sau con kính xin thầy giảng cho con được hiểu một điều. Con thấy có người ngồi trước bàn Phật khấn xong rồi mới lại, còn con khi đốt nhang đứng trước bàn Phật khấn xong rồi quỳ lại, có khi con chỉ xá xá, xá 3 cái được không vì đau chân? Ngồi và đứng khấn Phật cái nào mới đúng lễ? Con kính xin thầy giảng cho con hiểu để làm đúng theo nghi lễ cho khỏi thất lễ với Phật. Thưa thầy, trình độ học kém của con có điều chi sơ sót, kính mong thầy hoan hỷ. Tái bút, con gặp thầy thật chứ không mơ, thấy thầy rất khiêm cung và từ bi hoan hỷ, không khác gì vị Bồ Tát. Bây giờ bà cụ á có lý do là đau chân cho nên là đứng khấn Phật thôi. Rồi bây giờ bà hỏi vậy chứ bây giờ khấn xong rồi lại hay là lại xong rồi khấn? Quý vị thường thường khấn xong rồi lại hay lại rồi khấn, hay vừa khấn vừa lại? Chắc vừa khấn vừa lại để cho thấy mình tha thiết, phải không? Thật sự ra cái nào cũng được hết, nhưng mà thông thường chúng ta thường làm là chúng ta khấn xong rồi chúng ta lại, lại rồi chúng ta lui.
Thường thường mình muốn thưa gì bẩm, bẩm xong rồi bắt đầu hành lễ tạ ơn rồi lui, cũng giống như mình bái kiến hoàng thượng vậy đó. Đó, tâu trình với hoàng thượng xong rồi cái là hạ thần cáo lui. Thì bây giờ mình cũng cáo lui với Phật bằng ba lại. Cái đó là Pháp Hoàng nói theo cái hình thức lễ nghi. Bây giờ hết trơn hết là mình nói thế nào là nghi lễ. Nghi là hình thức bày tỏ, lễ là sự cung kính. Nghi lễ nghĩa là hình thức bày tỏ lòng cung kính, cho nên gọi là nghi lễ. Lễ là sự tôn kính, còn nghi là hình thức, là lễ nghi, nghi thức. Chúng ta làm cái gì cũng đều là bày tỏ cái hình thức cung kính của chúng ta thôi. Còn cái chuyện tùy sức khỏe. Bây giờ ví dụ Pháp Hòa nói không được, phải lại Phật, mà giờ mở ngoặt đau chân rồi sao lại? Không, thành thử ra tùy theo sức khỏe mà chúng ta tu tập. Chúng ta đến, và đại chúng nhớ là khi mà chúng ta lại Phật là chúng ta bày tỏ lòng biết ơn thôi, chứ không phải là để Phật cho mình cái gì. Mình thờ Phật, mình lại Phật là để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Phật. Con quy y từ lúc còn nhỏ, khoảng 10 tuổi, sau này trưởng thành, con đọc sách và nghe các bài pháp thoại của các thầy về tam quy ngũ giới, nên cũng hiểu về giới và việc giữ giới. Con xin hỏi thầy, con có phải quy y lại không? Chữ quy y lại á, được. Bởi vì sao? Bởi vì khi còn nhỏ mình quy y, ý thức mình chưa có đủ. Bây giờ mình lớn lên, mình nhận thức đầy đủ, thì mình nên trở về một chùa nào mình có lễ quy, mình xin nghe giới trở lại, và mình xin tự thân tâm của mình lúc đó phát nguyện ba pháp quy y, để cho mình tiếp nhận cái pháp này bằng cả cái ý thức trọn vẹn của mình, mà không phải cái ý thức mơ hồ như lúc nhỏ. Lúc nhỏ 10 tuổi ba mẹ dẫn đi chùa thì biểu mình đọc thì mình đọc, chứ ý thức mình chưa có. Còn bây giờ là mình lớn rồi, mình đủ nhận biết, thì mình nói là con xin quy y Phật, thì cái câu này nó từ tâm mình lưu xuất ra, là hôm nay con đã nương Phật, nương Pháp, nương Tăng. Trường hợp đó gọi là quy y lại. Mà chữ lại đây không có nghĩa là mình phản thầy, xa bạn gì cả, mà vì chúng ta muốn đích thân tâm của chúng ta bằng tất cả sự ý thức của chúng ta mà phát nguyện thôi. Và nếu mình nhớ pháp danh của mình thì vẫn giữ pháp danh cũ đó mà không cần thay đổi. Mà quý vị cũng đừng nghĩ rằng ai, thí dụ bây giờ quý vị nào lớn lên mới quy y đi. Nhưng mà nếu trong vòng một thời gian nào từ 3 tháng trở lên mà quý vị không ôn lại những cái giới đó đó, thì coi như mình cũng đã thiếu sót rồi đó. Cho nên Phật tử mà quy y rồi đó là mỗi tháng ít nhất một lần phải tụng giới, ít nhất một lần phải ôn đọc những cái giới đó lại, chứ không phải là quy y rồi là để cuốn sổ đó rồi là mình thành pháp đâu. Lễ quy y sẽ được tiếp tục duy trì nếu mỗi tháng vẫn còn tụng giới. Cho nên Phật tử là phải tụng giới mỗi tháng một lần, tụng năm giới mà mình thọ, 10 giới thập thiện, tại gia Bồ Tát giới, chứ không nên không tụng giới. Còn thí dụ như mình thấy một vị thầy nào mà mình có thể nương tựa thì mình xin thầy đó làm vị thầy y chỉ cho mình, để mình nương tựa vị đó mà chúng ta tu tập. Cho nên dù Phật tử có thọ giới rồi, thí dụ ngày hôm nay đi, một số quý vị đăng ký gọi là quy y, nhưng mà quý vị nhớ là khi mình đăng ký quy rồi thì bằng tất cả ý thức của mình hôm nay, nhưng cũng phải thường xuyên ôn tụng, chứ không thôi là chúng ta sẽ mất đi cái ngày lễ thọ giới đó. Sao con ngủ, con nằm chiêm bao, con thấy bóng người đứng trong phòng con rất sợ. Việc này xảy ra thường xuyên, xin thầy chỉ con làm sao để ngủ ngon giấc mà không còn mộng mị. Thưa đại chúng, Pháp Hòa chỉ là người nói Phật Pháp thôi, chứ đâu phải chuyện gì trên đời cũng biết.
Ngủ không được cũng réo. Mà say lúc ngủ được không thấy nhắc. Thưa đại chúng là như thế này nè. Khi mà mình đi ngủ đó, hay là đời sống hàng ngày của mình đó, mình phải tập có sự thiền định. Vì hàng ngày á, những cái gì chúng ta tiếp xúc á, nó trở thành ra những cái hạt giống, những chủng tử nó rơi vào trong cái tàn thức của mình, cái bộ nhớ của mình đó. Rồi khi mình ngủ đó thì cái ý thức mình đó, đi vào cái kho đó, nó mời ra, nó móc ra. Thành thử ra nếu mình thường hay sợ hãi ma thì mình thấy ma. Tại vì mình thương sợ cho nên cái hạt giống sợ ma nó nằm ở trong mình. Cho nên thường thường á, mình nghĩ cái gì thì nó rơi vô cái memory của mình, cái tàn thức của mình. Và thưa đại chúng, khi mình ngủ đó, cái thức của con mắt á, nó ngủ, cái thức của lỗ tai nó ngủ, thức của lỗ mũi nó ngủ, thức của cái miệng nó ngủ, thức của cái thân nó ngủ, nhưng mà có cái ý thức nó không ngủ. Nó đi vô trong cái tàn thức, nó moi ra, cho nên mình thường có chiêm bao. Và chiêm bao là tại vì hằng ngày có thể là mình chứa cái đó. Còn nếu ví dụ mình nghĩ rằng có một cái vong nào đứng đâu đó đi, thì mình khấn họ, hay là mình niệm Phật, cho mình niệm Phật, mình ngồi thiền để cái tâm mình đủ định tĩnh, thì cái đó cũng có thể không xuất hiện. Nó có ví dụ như mình trì chú nè, mình niệm Phật nè, mình thiền tĩnh nè, để làm sao mình giảm được cái đó. Và thậm chí mình thấy họ thường xưa mà mình quả quyết là có họ, mình khấn họ đi. Thôi quý vị ơi, tôi biết quý vị thường hay hiện hình hiện tướng mà tôi sợ lắm, quý vị đừng có cho tôi thấy. Mình có thể khấn họ được nếu mình có cái niềm tin. Và thưa đại chúng là cái gì cũng vậy hết. Mình có cảm là có ứng. Tại vì mình khấn Phật được thì các cái cõi âm đó mình nói cũng được. Nhưng mà mình nói ra theo tâm lý là để làm gì? Để mình cảm nhận là mình nói rồi đó, mình xong rồi đó. Cái đó là tâm lý. Ví dụ nè, mình dạo một cái mâm cơm lên bàn thờ mình để, mình không nói gì cũng không sao hết á. Nhưng mà cái tâm lý là phải nói: Nam Mô Di Đà Phật, hôm nay chủ nhật cuối tuần, tới phiên tôi trị nhật nấu ăn, tôi xin làm một ít thức ăn chay lên cúng các vị vong nam nữ thờ trong chùa. Các vị về thọ rồi hưởng rồi nghe kinh rồi siêu thoát nghe. Tâm lý mình nói vậy đó, cái mình cảm nhận là tôi nói rồi, mấy ổng mới bả về ăn rồi đó. Nhưng mà nếu mà lỡ ông bà nó nói cảm ơn, giảm đứng đo thấn nữa không? Cái tâm lý thôi. Cái gì mình làm, ví dụ mình dọn vô nhà mới, cái mình mua dĩa trái cây, cái mình khấn thổ địa, nói hôm nay ngày mấy tháng mấy con tên gì vậy ha, gia đình con bắt đầu hôm nay dọn vô nhà này để cư ngụ ở đây, giờ con có chút ít hương hoa trà quả, kính dâng chư vị đất đai nhân trạch thần hoàng bổn cảnh, ngũ phương ngũ thổ tiền hậu địa chủ, xin các vị cho phù hộ cho con đây được yên ổn. Nói xong cái cảm giác là đó, tôi cúng mẹ ổng rồi đó, tôi xin phép hết rồi đó. Mà nếu ông thổ địa nó ổng chồi lên nó ít quá à con. Ở được không? Bán nhà gấp. Mà tâm lý thôi. Cho nên là mình, ví dụ mình thấy họ, mình khấn là mình có cái tâm lý là mình đã trình, mình đã xin họ rồi. Mình xin họ rồi. Cho quý vị thấy là lúc nào, cho vì vậy á, cho nên trong cái pháp hành trì là mình hay dùng cái nhang vậy đó. Cái nhang là cái khói hương nó bay tỏa ra, cái mình khấn nguyện để làm gì? Để mình có cảm nhận là mình đang tiếp xúc. Cây nhang đó là cái giao thoa giữa mình với người ở một cái cõi giới nào đó. Nhưng mà thật sự ra quý vị không có nhang cũng không sao hết á. Mình khấn là theo cái tâm của mình thôi. Mà bây giờ không nói ra thành lời được không? Mình nói trong lòng cũng thành như thường. Nhưng mà cái tâm lý mình nói ra được thì tức là mình có cái cảm nhận như mình đã trình bày xong rồi. Có nhiều người ở Việt Nam, người ta đập đầu cá lóc, ta ăn mỗi ngày.
ta cắt cổ gà, cổ vịt, cái người ta học một câu. Trước khi cầm cái dao cắt cổ gà lên, cái nói vô con gà: thác thác sanh tùng tùy nhân tướng, đầu thai kiếp khác làm ăn, đừng đầu thai con gà con vịt mà bị người ta cắt cổ nhổ lông nghe con. Nói xong cũng cắt nhỏ như thường. Nhưng mà tâm lý nói vậy xong rồi vẫn cắt cổ nó, rồi mà mình ý nghĩ rằng á, mình đã độ nó rồi đó. Còn có nhiều người Nam Mô A Di Đà bà dạ ra tha dạ ra điều gì. Cái đó là mình kêu là tụng chú giảng sanh cho nó siêu thoát. Nó mà nó dãy ra được, nó nói bà đừng cắt tôi còn linh hơn bà tụng nữa. Nhưng mà bà nói tâm lý đó. Ăn chay là tự mình phát nguyện ăn chay, nhưng mà mình thèm quá cái tự mình suy nghĩ ra 12 giờ khuya rồi, qua ngày mới rồi, thôi ăn mặn đi. Và mình bắt đầu mình đặt ra một câu chuyện là Phật ngủ rồi. Quý vị thấy tâm lý không? Tự mình muốn ăn vậy nè. Cho nên là mình mới có một bài thơ đó: ngày rằm phát nguyện ăn chay, nửa đêm thức dậy thở dài, giữa đón đêm khuya chờ Phật ngủ, nướng khô vừa chín miệng vừa nhai. Thật sự là anh mà muốn cái đó rồi cái gì anh nói cũng được hết. Anh mà muốn ăn mặn cái rồi cái đợi 12 giờ cái em nhảy qua ngày mới. Rồi còn có kiểu ăn chay này nữa nè: sáng sớm là ăn chay tới 12 giờ thôi, qua 12 giờ là nói giờ gì biết không? Hết giờ ngọ rồi, giờ của Phật hết rồi, bây giờ giờ cõi âm. Thật sự mình ăn kiểu nào cũng tốt hết á. Bây giờ ví dụ quý vị quan niệm vậy, quý vị ăn nửa ngày chay cũng quý nữa, cái đó vẫn quý như thường chứ không có gì từ chối hết á. Nhưng mà Pháp Hòa trình bày ở đây để thấy là khi cái tâm niệm của chúng sanh mình muốn cái gì là tự mình create, mình tạo một cái để cho nó có cái excuse, thấy không? Có một cái gì để mình nói. Có bà cụ đó, bà đi chùa bà cầm bịch cam tới bàn thờ nào cũng bà để một trái vậy đó. Tới hồi bà ra cửa chùa, cái tượng Đức Phật đản sanh chỉ tay trời tay dưới đất như nè, bà hết cam rồi. Cái bà lợi ngay cái tượng, bà vỗ đầu: trời, tội nghiệp con. Bà xin lỗi con, tại con nhỏ con đứng bà không thấy. Bữa sau nghe con, bữa sau. Tất cả đều là cái tự cái tâm mình sinh. Giống như gần đây mà người ta treo cái chữ phúc á. Thường thường treo chữ phúc ta treo thẳng vậy, mà gần đây mấy còn chừng chục năm gần sau này Pháp Hòa thấy ta treo cái chữ phúc đảo ngược lại. Thì hỏi sao vậy thì người ta mới giải thích: tại vì người ta phát âm là phúc đảo. Đảo là đảo ngược lại, nghĩa là cái phước nó trở lại với mình. Bây giờ mình treo 100 câu đi mà không làm phước, phước tới không? Nhưng mà tâm lý treo cái chữ phước ngược lại là phúc đau, phúc tao 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 đau đau. Cho nên toàn là phát âm thôi. Thưa thầy, con rất mến mộ thầy, hầu như đêm nào con cũng nghe thầy giảng trước khi đi ngủ, và con luôn cầu mong có ngày gặp được thầy ở ngoài đời chứ không phải qua YouTube. Cách đây hơn một tháng con được biết thầy sẽ qua Úc giảng, con mừng vô cùng. Cũng là lúc công việc của con ở hãng rất bận, con chưa bao giờ say no khi boss kêu làm thêm, phần vì con cũng muốn kiếm thêm tiền. Còn vài ngày nữa thầy qua tới Sydney, con vừa muốn gặp thầy vừa muốn làm thêm, như vậy thì mệt quá. Chà, khó ăn à nha. Này là mắng vốn á. Không chừng lát nữa thầy có gì chia nữa. Trong lúc đó con nghĩ tới mẹ Quan Âm và cầu xin người cho con đừng làm thêm thứ bảy.
không ngờ lời cầu xin của con thật là linh nghiệm. Cả hãng con không ai làm thêm. Con kể cho ông xã nghe sự linh ứng của mẹ Quan Âm. Ông xã nói con ích kỷ. Tiếp. Ông xã nói con ích kỷ, nếu muốn không làm thêm thì xin một mình thôi, thì tại sao muốn mọi người đều nghỉ? Thầy ơi, có phải con ích kỷ quá không? Như vậy là mai mốt ai có cần gì đừng kêu con này xin. Xin một là được 10 đó. Thưa đại chúng, là cái gì cũng do cái tâm mình nghĩ, thấy không? Thật sự ra mình có xin, nếu mà cái tâm mình thành thì nó cũng ứng, chứ không phải là không. Nhưng mà cái này là cái tội. Xin xong rồi còn khoe. Khoe cho nên nó bị dũa. Lần sau nhớ xin, nó nói mẹ ơi, mẹ có linh cho mình con nghỉ thôi. Mà Quan Âm nào cũng rảnh ghê. Em xin cho em nghỉ giảng mà không cho. Còn cô này cổ xin nghỉ, mình cổ làm mà cho nguyên hãng nghỉ. Quan Âm này rảnh. Cô không có ích kỷ đâu, tại cái hãng cô hên thôi. Tại vì nếu như mà cô ích kỷ thì cô nói là cho nguyên hãng nghỉ đi, để đừng ai có tiền giống con hết. Thật sự ra thì nhiều lúc mình may mắn gặp đúng lúc thôi. Rồi bây giờ quý vị nhớ là ở đời có nhiều lúc không bao giờ cái gì mình được cả hai đâu. Hễ mà bây giờ nếu mình chấp nhận đi làm có thêm tiền thì mình hy sinh buổi giảng. Còn mình thấy rằng bao lâu thầy mới qua một lần, có dịp mình lên thăm thầy, đừng nói đặt vấn đề gọi là giảng, không giảng gì hết đó. Đâu phải quý vị nghe mấy buổi này rồi quý vị thành đạo đâu. Quý vị nghe hàng trăm buổi, hàng ngàn buổi rồi, mình cũng là mình không hơn được gì hết. Chẳng qua là mấy ngày nay chúng ta gặp nhau như một sự thăm với nhau, trong cái thâm tình Phật tử. Pháp Hòa nhận mấy ngày nay, Pháp Hòa không có dám nghĩ là Pháp Hòa đi giảng thuyết đâu. Pháp Hòa chỉ dám nghĩ rằng Pháp Hòa đang đi một chuyến để thăm quý Phật tử thân thương, chứ không dám nghĩ giảng thuyết. Còn nếu mà xin lỗi, nếu gọi là giảng thuyết, quý vị nghe trong băng đã đủ, chứ đâu cần phải gặp nhau. Nhưng mà gặp nhau đây là mình bày tỏ cái tình thân của mình. Biết nhau ở trên YouTube, quen nhau bằng tình cảm long distance. Cháu bây giờ được cơ hội gặp nhau như thế này thì hãy đến với nhau, có mặt cho nhau trong từng giây phút vậy thôi. Cho nên ví dụ như Pháp Hòa chỉ còn có một buổi chiều ở đây đó thôi, chỉ còn gặp nhau một chiều nữa thôi. Một chiều nữa thôi là xa nhau rồi. Ngày mai các du về lại với đời, còn lại mình ta trong kiếp lang thang. Cho nên mình gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như gió thoảng mây trôi, lợi danh như cuốn mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Cho nên đạo hữu muốn gặp nhau thì hy sinh không đi làm. Còn nếu mình xin mẹ Quan Âm mà cho mình được nghỉ, đó là mình may mắn gặp đúng thời. Chứ đừng có nghĩ là Quan Âm linh, vậy mai mốt cứ xin kiểu này hoài là Quan Âm hơi cực á.
mà hãy cho mình nghỉ thì boss ế nó mới cho nghỉ, phải không? Mà hãng ế mới nghỉ, mà hãng ế là mình cũng tiêu á. Đó đời mà được này phải mất kia. Cho nên nếu mà thí dụ không được, bây giờ muốn xin nghỉ mà hãng không cho bắt mình đi làm, thì thôi giờ mình chỉ có một trong hai thôi, thậm chí còn phải đi làm nữa là khác. Đối với con, những lời pháp nhủ của thầy qua con được nghe qua YouTube lúc nào con cũng thật thâm sâu, nhưng đơn giản và gần gũi, đã giúp con giải quyết được nhiều khúc mắc trong cuộc sống gia đình và các căng thẳng trong công việc. Nhưng khi thật sự được gặp thầy và nghe giảng pháp Tổ Đình Phước Huệ, ý nghĩ thầy là một vị Bồ Tát với tâm từ bi lớn mà con cũng đã từng có trước kia trở thành thật là khiến con vô cùng cảm động. Bây giờ câu hỏi: con xin thầy chỉ dạy cho con những phương pháp căn bản dễ thực hành để chuyển hóa tâm vọng động phiền não thành tỉnh giác tĩnh lặng. Thì cái này đó là tất cả những gì mà chúng ta đang mong muốn. Ai cũng muốn tâm mình tỉnh giác tĩnh lặng hết. Bây giờ mình muốn như vậy thì mình phải học một cách mà Phật giáo gọi là quán chiếu. Chỉ có khi nào chúng ta có đủ trí tuệ quán chiếu thì chúng ta mới vượt thoát được những khổ đau phiền muộn. Quán chiếu cái gì? Quán chiếu vô thường. Bởi vì tất cả các pháp, không có pháp nào là thường hết. Ví dụ như mình gặp một cái người đó, sao họ hay gây khó dễ với mình, thì bất quá cũng chỉ mấy tiếng trong thời gian đi làm thôi. Còn về nhà mình sẽ gặp những cảnh duyên khác. Cho nên tất cả những phiền não là tại vì do chúng ta không đủ tư duy quán chiếu để thấy rằng tất cả những cái này là những pháp môn để giúp cho mình chuyển hóa từ cái phiền não thành ra bồ đề giác ngộ. Quý vị nhớ á, Ngài Tam Tạng Huyền Trang trong Tây Du Ký đó. Và trước khi Pháp Hòa nói thêm thì Pháp Hòa chỉ xin thưa thêm thôi, Tây Du Ký là một bộ truyện không có thật. Tây Du Ký là một bộ truyện hư cấu, không có thật. Chỉ một nhân vật có thật thôi, đó là Ngài Huyền Trang, một nhân vật lịch sử có thật ở nhà Đường. Và sự kiện Ngài đi đến Ấn Độ thỉnh kinh là một sự việc có thật. Nhưng mà nó không có tình tiết ly kỳ như Tây Du Ký kể là gặp ma quái yêu tinh gì hết. Cái bộ truyện Tây Du Ký là hư cấu nhưng có lòng chứa đạo lý trong đó. Ngài Huyền Trang không thể nào tới Tây Phương gặp Phật Tổ thỉnh kinh được nếu không có ba người đệ tử phò trì, đó là Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh. Ngộ Không là con khỉ, Ngộ Năng là Bát Giới, Ngộ Tịnh là Sa Tăng. Mà ba nhân vật này tượng trưng cho ba cái yếu tố tiêu cực ở trong chúng ta. Ngộ không là tượng trưng cho sân, Ngộ Năng là con heo đó, tượng trưng cho tham, Sa Tăng tượng trưng cho si. Một người muốn tới Tây Phương thỉnh kinh không thể nào không đi với ba điều tham sân si. Bởi vì chúng ta tu là chúng ta tu với cái khó khăn, chứ còn cái dễ thì có gì đâu để nói mà tu. Mà nếu không có ba người này, mình không thể đắc quả tới Phật được. Vì ba người này giúp cho chúng ta chuyển. Cho nên Ngộ Không á, là tượng trưng cho sân á, thì ông này phải tu giới. Cho nên có cái dòng kim cô đè trên đầu ông. Ngộ Không là một con người thông minh nhưng nóng nảy.
Nhưng mà thần lực rất nhiều. Cũng thế, trí tuệ của chúng ta cũng linh động lắm. Nhưng mà nếu trí tuệ thông minh này không có tu tập thì có thể hại người, như là phá trời, phá địa ngục, phá long cung. Trí tuệ mà không có tu là trí tuệ nguy hiểm. Cho nên trí tuệ phải có tu, cho nên mới đội cái vòng kim cô, là tượng trưng cho có một cái gì nó ngăn chừa, nó đóng khung, chứ còn không là nguy hiểm. Còn ngộ năng là một bản năng của con người, tham đầy đủ, tham sắc, tham tiền, tham danh, tham ăn, tham ngủ, gọi chung là ngũ dục. Ngũ dục là gì? Là năm thứ ham muốn: tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Nhưng mà những cái bản chất đó có trong ta không? Có không? Có chứ làm sao không? Có chứ làm sao không? Bởi vì cho nên thay vì chúng ta quá độ thì bây giờ tu lại cho nó điều độ. Cho nên gọi là ngộ năng. Anh ngộ rồi thì phải anh chuyên siêng năng, cần mẫn để điều phục ngũ dục ở nơi anh. Ngộ tịnh là một con người si mê. Si là bản chất ngầm lặng, cho nên suốt đoạn đường đi Satan rất ít nói, và hầu như không có chủ động cái gì hết. Hai cái anh kia ảnh nói cái là Satan làm theo. Si mê nó cũng thế, nó muốn chửi ai cái là nó mê, nó không thấy biết gì, nó muốn nói gì nó nói, nó muốn làm gì làm. Người mê thì không gọi là tỉnh, kẻ tỉnh thì nó gọi là mê. Cho nên muốn tu thành Phật, muốn tới Tây Phương để trọn vẹn chuyến đi của mình thì không thể thiếu ba người đệ tử: tham, sân, si. Mà chính tham, sân, si chúng ta chuyển thành gì? Giới, định, tuệ. Giới, định, tuệ là tam vô lậu học. Mà chúng ta muốn thành tựu thì không thể thiếu giới, định, tuệ. Cho nên cái chuyện Tây Du Ký, Ngài Huyền Trang là tượng trưng cho con người phàm trần như chúng ta đây. Nhưng mà trong con người bình thường này có đủ ba thứ: tham, sân, si. Nhưng nếu chúng ta chịu khó tu tập, chúng ta sẽ chuyển tham, sân, si thành giới, định, tuệ. Vì vậy cho nên đi tới Tây Phương thỉnh kinh dễ dàng. Nhưng mà dễ không? 81 nạn, 81 nạn mới được gặp Phật Tổ thỉnh kinh. Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta muốn thành tựu được thì chúng ta phải trải qua một quá trình thử nghiệm. Mà đặc biệt là càng tới Tây Phương thì ma quái lại càng năng lực. Chúng ta cũng thế. Chúng ta người tu tập mà càng tu tinh tấn chừng nào thì sao? Phiền não chướng duyên nó tới với mình nhiều chừng đấy. Nhưng không vì thế mà chúng ta lui sụp. Nếu chúng ta chỉ cần vượt thắng nó thì chúng ta sẽ tới được. Bởi vì ma nó chỉ có cái cách nó hù dọa thôi, chứ mình vẫn đi tới thì ma sẽ lui sụp, chứ không thể nào làm được gì mình. Cho nên ở đây cái pháp căn bản là niệm, định, tuệ. Hay nói đơn giản thôi là hãy chánh niệm. Bất cứ việc gì nó xảy đến trong chúng ta hàng ngày, hãy chánh niệm quán xét, tĩnh lặng cho kỹ. Ví dụ mình khởi sân si, chánh niệm tôi đang khởi sân si. Thì khi mình chánh niệm được như vậy thì dù mình chưa hết sân si, nhưng mà ít nhất mình chỉnh lại, mình chỉnh lại được cái độ sân si của mình, để mình không có quá đáng trong lời nói, trong hành động. Cho nên chứ đừng nghĩ rằng là mình tu là có cái gì đó nó rất là ghê gớm. Cho nên cô cũng đừng buồn, tại vì mình còn mấy cái này. Ngày nào còn đi trên đường thỉnh kinh là ngày đó còn gặp yêu quái. Và cho nên bộ Tây Du Ký là một bộ truyện lòng chứa rất nhiều đạo lý trong đó. Chánh niệm, thì khi mà chánh niệm nó có mặt với mình rồi thì tự nhiên tâm mình định tĩnh. Mà nhờ tâm định tĩnh cho chánh niệm nó cao.
Cho nên quý vị cũng đừng có lo ngại, mình còn sống ở cõi đời này, ngày nào còn giao tiếp thì ngày đó còn tham sân si. Nhưng mà cái quan trọng là mỗi một lần nó trồi lên thì mình biết độ nó, giống như Ngộ Không thấy không? Mỗi một lần mà lên cơn phá, Đường Tăng làm gì? Niệm chú Kim Cô. Đó, đến khi nào mà ngộ không thuần thục. Cho nên rồi quý vị thấy không? Nè, trên đường ba cái anh này nè, gây gỗ nhiều không? Gây dữ lắm. Có đôi lúc lý trí nó nói thôi ngồi dậy niệm Phật đi, tối tao để từ chuông mỗi ngày 6 giờ sáng dậy niệm Phật. Thì cái con ma làm biến, con ma ham ngủ là tượng trưng con heo, nó nói sư huynh không thương sao, sư huynh bắt dậy sớm vậy, sư phụ còn chưa la mà sư huynh cứ la hoài, nằm xuống ngủ đi. Kê con mắt nằm xuống tiếp đó, ba con đó nó nói chuyện với nhau, nó chống với nhau. Tham sân si trong mình nhiều khi nó cũng có đôi lúc á, cái trí mình nó cũng cao lắm. Nhưng mà rồi mà nó vừa khởi lên cái là cái con heo, cái tham đó, nó có cách nó nói, cái tự nhiên mình nghe lời nó. Cho nên hồi xưa các vị hay nhắc mình đó, tình sinh là trí cách. Tình sinh trí cách là sao? Hễ một cái tình nào mình sinh khởi thì trí tuệ mình bắt buộc nó phải, mình phải rời à, nó phải rời thì nó, cái trí mình nó rời mình thì cái tình cảm mình nó dễ nặng. Cho nên thôi thì đạo hữu cũng nhớ là mình ở trong cõi đời, còn giao tiếp là còn tiếp tục tu. Và đến khi nào mà tâm mình đối cảnh vẫn biết mà không dao động, cái đó gọi là gì? Đối cảnh vô tâm. Vô tâm không có nghĩa là mình thờ ơ lạnh nhạt, vẫn làm tất cả mọi việc nhưng bây giờ không dính mắc khổ đau gì nữa hết. Như cái đạo hữu hồi đầu hỏi đó, là làm việc cho người ta mà sao không thấy người ta nhận cái gì với mình, mà cứ hễ chỗ nào cực nhọc là gọi mình vậy đó. Mình hãy đối cảnh vô tâm, làm tất cả việc mà không việc gì mình thấy mình làm, thì chừng đó mình mới thảnh thơi được. Cho nên quý vị thấy trong 10 cái mục chăn trâu để mình chăn tâm đó, của nhà thiền đó, thì có một cái mục gọi là gì? Thõng tay vào chợ. Lúc đó thông dong đi vào chợ, tay vẫn xách cái giỏ cá mà không có gì trở ngại. Cái giỏ cá là tượng trưng cho trần lao, đi vào chợ là tượng trưng cho nhập thế. Mình đi nhập thế mình tùy thuận, nhưng tâm mình không nao núng, không có dính bận. Nói như vậy không có nghĩa là lý thuyết, mà chúng ta cần phải nhận cái đó làm cái pháp tu, để nó có thể thật sự nó ứng với cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chừng đó mình nghe pháp dù một bài, nhưng mà lời pháp thấm thì một bài đó đã đủ. Nhưng mà mình nghe nhiều không phải là không tốt, nhưng mà mỗi một lần mình nghe thì nó giúp cho mình thanh lọc thêm được cái sự hiểu biết của mình, biết những điều chưa biết, sáng tỏ những điều chưa thông, làm cho trí tuệ mình sáng, giải tất cả mọi hiểu lầm, và làm cho mình tăng trưởng cái lợi ích rất lớn. Và đó là cái lợi ích của sự nghe pháp. Làm sao mình tự biết mình tâm thanh tịnh? Bây giờ cái này cũng khó nói, nhưng mà qua tạm ha. Nếu như á, người ta nói mình một, người ta khen mình một câu, mà cái khen đó nó không có đúng, mà mình vẫn âm thầm mình nhận. Rồi nếu mà người ta chê mình, mình không nói ra, nhưng mình vẫn nhẹ nhẹ mình buồn. Thậm chí tháng sau, thôi khỏi, lần sau tôi khỏi làm nữa, khỏe. Nó biểu, thật ra thì tịnh hay không là mình tự biết, đúng không? Ở trong này nó làm sao tự biết. Bây giờ muốn tự biết không? Đối cảnh không tâm, tức là những lời nói khen chê buồn vui, tất cả những cảnh, cái chỗ nhà Phật muốn nói là chỗ vô tâm á, thì không có phải là thờ ơ lạnh lùng, không phải vậy. Nhưng mà đối với tất cả các cảnh, nhưng mình biết cảnh nào cũng chỉ là tạm có thôi. Như chiều hôm nay thấy không, mới ngày nào em đeo 20 vòng hoa ở phi trường,
chiều nay còn có một vòng. Cái cuộc đời vô thường không? Lúc mà mình welcome mình tới cái mỗi người như sau. Pháp Hòa nhớ cái năm đầu tiên Pháp Hòa tới 11 cái dây đeo này mà những cái hương nó nồng nặc. Trời ơi, mình nhức đầu muốn chết luôn. Suốt cái buổi giảng mình nhức cái đầu chịu không nổi mà không biết vì sao nhức đầu. Tới hồi lộn nó ra được rồi, cái từ từ nó khỏe trở lại. À, thì bây giờ mà biết chính là mi. Đẹp nó cũng có cái giá của đẹp chứ bộ. Như vậy thì mình mới thấy rằng giác ngộ từ chỗ đó thôi, thanh tịnh ngay chỗ đó thôi. Là mình làm tất cả mọi việc, nhưng mà khi cần mình có mặt, xong rồi nhẹ nhàng, không có gì cả. Điều này không ai nói được với mình, mà mình tự phải cảm nhận cái chỗ đó. Bây giờ làm sao biết thì chỉ có thể nói sơ sơ vậy thôi. Còn được hay không thì tùy ở mỗi cái sự thanh tịnh của mỗi người. Câu thứ ba: nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Cái câu này á, là trích ở trong cái tác phẩm gọi là Quy Sơn Cảnh Sách của một vị thiền sư tên là Di Sơn. Ngài ở núi Quy cho nên chúng ta thường gọi là Ngài Quy Sơn. Chứ thật phải tên của Ngài không phải là Quy Sơn, tên của Ngài là Di Sơn. Nhưng mà Ngài vì trụ ở trên núi đó và Ngài viết cái lời nhắc nhở này. Cái lời này, cái tác phẩm này rất là ngắn, nhưng mà lời văn rất là hay. Và theo truyền thống của Trung Hoa và Việt Nam, các chùa đó, một người nào đi xuất gia là phải thuộc lòng cái tác phẩm của Ngài, của cái tác phẩm Quy Sơn Cảnh Sách này. Thì trong đó có một câu gọi là nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Thì câu này nghĩa là gì? Khi mà chúng ta đi tu rồi thì ở bên trong chúng ta phải luôn luôn ghi khắc cái công đức là gì? Là mình phải chinh phục những cái tham đắm ở trong lòng mình. Cái đó là cái công. Vì sao? Vì ở bên trong mình không ai thấy, cho nên mình phải tự khắc chế nó, đừng để nó tu hoành. Thật ví dụ như giờ mình tu mình còn thèm mặn, mới ăn chay mà. Nhưng mà nếu mình thèm mà mình không có khắc phục cái đó mà mình lén mình đi ăn thì mình thua. Còn bây giờ nếu mình thèm, tối ngồi thiền thèm lắm nhưng mà tự khắc phục, cái đó là cái bên trong của mình. Mình phải thể hiện được cái công của sự tu hành là mình khắc phục được cái đó. Đó là ở bên trong. Còn nói về bên ngoài là ngoại. Bên ngoài thì mình phải thể hiện, mình phải thể hiện cái đức của cái người không có tranh cãi với đời, với người, với huynh đệ. Cái câu của Ngài rất khéo ở cái chỗ là công đức. Mà hai chữ công đức Ngài tách ra để Ngài viết thành hai câu: nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Công đức, cái công phu tu tập của mình là tự khắc kỹ. Khắc kỹ là gì? Tự mình khắc chế với mình. Còn cái đức mà nó tỏa ra bên ngoài là ở cái chỗ chúng ta thể hiện cái đức không có tranh giành. Ai muốn hơn thì tôi lùi, ai muốn một thì tôi thứ hai, ai mà muốn nữa thì tôi thứ ba. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình sống ở trong chúng phải thể hiện cái đức không có tranh. Còn nói về cái nội tâm của mình, tự mình phải khắc phục những cái tham muốn của chính bản thân mình. Mà mỗi người tham mỗi kiểu. Quý vị biết nhiều khi mới tu chứ mình chưa có thắng được những cái dục ở trong lòng mình. Chứ dục này là ham muốn thôi chứ không có gì hết đó. Mà nội cái chuyện mà thèm ăn là một cái khổ. Đừng có nói thèm ăn gọi là ăn mặn nha. Nội cái chuyện mà mình bây giờ mình nó thành ra một cái thói quen ăn vặt, tối nào cũng phải gói mì, không gói mì thì phải nãy kia, mà đi lên chùa người ta không dám gõ cửa xin hoài, trong phòng thèm muốn chết. Nếu mà mình khắc phục được cái đó, hiểu ý không, thì là mình thể hiện được cái nội lực của mình. Hồi đó Pháp Hòa xúc ruột,
nghĩa là nhịn ăn 2 tuần, chỉ uống nước thôi. Thì quý vị biết đến cái ngày thứ 5 á, người mình nó mệt mỏi vô cùng. Nhưng mà cái mệt mỏi đó không phải là tại mình nhịn đói mà nó mệt, mà do những cái tạp dơ trong người mình nó đi ra, nó làm mình mệt. Tại mấy chục năm mình ăn mình không có súc ruột, mình không có rửa. Thì bây giờ mình uống nước 2 tuần để cho nó rửa cả cái bao tử của mình. Đến cái ngày thứ 8, thứ 9 là bắt đầu nó sổ dơ đen. Thì mình biết cái bụng mình nó sạch rồi đó. Mà đến cái ngày thứ 9, thứ 10 là hết thèm. Chờ cái ngày 3 ngày đầu quý vị thèm dữ lắm. Thấy người ta ăn là ngứa miệng, thèm lắm. Nhưng mà không phải đâu. Thắng được cái đó thì mình ruột mình mới sạch được, phải không? Còn mình không thắng được thì làm sao ruột mình nó sạch? Cũng như thế, người tu là phải nội cần khắc niệm, cái đó là cái quan trọng. Rồi bây giờ xong câu đó ha. Câu kế: kính mong thầy giải thích cho con hiểu thêm Phật giáo Nam Tông Bắc Tông vì sao có sự khác nhau như thế. Hồi nãy giờ mình cũng nói sơ sơ rồi đó. Thưa đại chúng, thời của Đức Phật không hề có Nam Tông Bắc Tông gì hết. Trong thời Đức Phật duy nhất chỉ có một thôi, đó là Tăng Đoàn. Nhưng mà sau khi Đức Phật mất rồi, một thời gian sau là khoảng 150 năm sau, thì trong nội bộ Tăng bắt đầu có sự rạn nứt. Nghĩa là rạn nứt đây là gì? Đó là những cái tư tưởng có thể nó hơi khác biệt với nhau. Một bên thì muốn phát triển để hội nhập với xã hội, một bên muốn giữ nguyên thủy như vậy để mà tu tập. Thì bây giờ ai muốn phát triển thì đi về phía Bắc của Ấn Độ thì gọi là Bắc Tông. Vị nào giữ nguyên thủy như vậy ở miền Nam của Ấn Độ gọi là Nam Tông. Vậy thì chữ nguyên thủy là gì? Là giữ nguyên bản. Đức Phật ăn ngày một cử, ai cúng gì ăn nấy, đắp y, đi khất thực, thí dụ vậy. Còn đó là nguyên thủy đó. Còn Bắc Tông là mình khi mình đi vào, thì khi mình đi phát triển về phía Bắc của Ấn Độ là gặp các nước gì? Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam. Mà Phật giáo đi vào các cái nước đó mà không hội nhập vào văn hóa của nước đó thì làm sao mang đạo Phật tới? Cho nên buộc lòng bây giờ đạo Phật phải cải đổi một chút để nó phù hợp với đất nước đó. Bây giờ quý thầy quấn cái y đi vô cái nước đó, ta nhìn lạ quá, ta không quen mắt. Bây giờ quý thầy đổi cách mặc y. Người Ấn, bởi vì thời Ấn Độ là phải hở cánh tay phải hở trần ra để tỏ sự cung kính. Mà đối với người Á Đông mình á, kính là phải kính đáo. Chứ còn mà ăn mặc hở hang thì không biểu lộ được sự kính đáo. Cho nên buộc lòng phải theo đất nước người ta là mặc cái áo tay dài để che kín cái tay mình, vì đi đến đất nước ta phải đi thù lệ thuộc cái văn hóa đất nước đó. Nhưng mình vẫn giữ lại cái truyền thống Ấn Độ là hở cánh tay. Cho nên bây giờ quý vị thấy quý thầy đắp y không? Quý thầy Bắc Tông đắp y á, mặc cái áo tay dài như Tàu, như Việt Nam. Nhưng khi đắp y là hở cánh tay phải ra để giữ cái truyền thống Ấn Độ. Đó, thì quý vị thấy rằng bây giờ đó, cái vụ này nè, khi nào qua đây mới có thôi. Còn thỉnh thoảng đi đến các nơi khác mà có là người ta làm cho nó vui. Chứ còn đây là cái truyền thống nguyên thủy của đất nước này. Bây giờ mình đi tới đất nước này, quốc độ này thì mình phải tùy thuận quốc độ này. Hay là người ta gặp nhau, người ta chào không phải là hello, hello hi gì nữa, mà người ta nói sao? À hô là. Thì mình nói theo cái câu đó. Vậy thì khi Phật giáo Bắc Tông á, đi về phải là các ngài muốn như vậy. Mà bởi vì mình phải biết, đã nói là hội nhập thì mình phải hội nhập với hoàn cảnh đất nước đó. Châu như ngày hôm qua Pháp Hòa nói, quý vị thấy bây giờ đất nước Việt Nam ta vẽ cái bản đồ, hễ nói miền Bắc vẽ chùa Một Cột, nói miền Trung vẽ chùa Linh Mụ, nói miền Nam vẽ chùa Xá Lợi. Chỉ cần điểm ba cái chùa ở ba cái điểm ở trên bản đồ, biết đó là miền nào. Như vậy đạo Phật đã đi vào cái dân tộc Việt Nam. Không phải chỉ hình ảnh không, mà ngay cả những cái lời nói, những cái câu chúng ta nói thường ngày. Ai mà nói lớn tiếng quá, mình nói sao, trời ơi làm gì mà nói ôm sồm bát nhã vậy. Bát nhã là tiếng của Phật giáo, ví dụ vậy đó. Cho nên Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng là thấy là Phật giáo hội nhập
vào cái đất nước. Bởi vì khi Ấn Độ, cái tất cả các cái nước nằm phía Bắc Ấn Độ là Việt Nam, là Trung Hoa, là Triều Tiên, là Nhật Bản, mà tới bốn cái nước này mà ông hội nhập quốc gia người ta thì sao phát triển được đâu Phật. Còn Nam Tông thì nó nằm ở phía Nam thì vẫn ăn mặc hình thức đó thì nó dễ thôi. Cho nên nó đơn giản như vậy thôi. Không lẽ giờ quý vị, thí dụ Pháp Hòa nói vậy nè, bây giờ Pháp Hòa nói mình ở đây rồi mình qua đây cái mình đeo này, nhưng mà nếu một vị nào mà khó tính á, tu hành mà còn bông hoa, nói như vậy tội nghiệp em. Em có muốn đâu. Em đâu có đòi hỏi gì đâu. Nhưng mà cho dù mình đeo như vậy cũng là gì, cũng là văn hóa của ở đây, chứ không phải là ở cái mặt gọi là mình ham thích gì cái xe xua, nhưng mà cái văn hóa truyền thống đó. Quý vị hiểu được cái ý đó. Rồi, bạch thầy, con ở đâu mỗi đêm con ngủ con cũng thấy má con, không biết như vậy là sao? Chữ M có phải là má không? À ma. Trời đất ơi, tiếng Mỹ không biết mà tiếng Việt thì đã quên. Con ở đâu mỗi đêm con ngủ con cũng thấy M. À, con cũng thấy ma. Tại vì em ít khi nào nghĩ tới ma, bởi em không đọc chữ này không ra. Khi mà mình nằm chiêm bao á, nó có 5 cái hiện tượng. Một là do mình ngủ, cái thế nằm của mình nó không đúng, thì nó sanh ra những cái giấc chiêm bao, chúng ta gọi là ác mộng. Nhưng mà cái đó là do thế nằm. Thứ hai là tâm lý, tức là thường ngày có đôi khi mình cũng hay nghĩ về cái đó. Cái thứ ba là cái nghiệp của quá khứ. Thấy không? Nhiều khi mình gặp một cái gì nó quá trong quá khứ, nó tác động mạnh vào cái tâm thức mình, cho tới giờ nó không quên. Thì thôi bây giờ nói đơn giản là khi mình ngủ mình thường hay thấy những giấc chiêm bao không lành. Nói chung thì quý vị cứ tập ngồi thiền, bởi cái đó là tượng trưng cho cái tâm nó thiếu sự an tịnh. Cái đó là nên tụng kinh, ngồi thiền, giữ tâm mình tịnh cho nhiều thì mình sẽ giảm cái này. Quý vị thấy con nít không? Nó mà chơi giỡn, nó hét cả ngày là tối ngủ nó mơ. Thì mình cũng vậy, trước khi đi ngủ mà coi phim bạo động, tối ngủ thế nào cũng quơ tay quơ chân. Hay là mình thích coi phim ma thì trước sau gì mình cũng ngủ, mình thường gặp những cái giấc chiêm bao, tại mình thích cái phim đó. Tại vì cái tâm mình hướng về cái gì thì nó thu vô cái tàng thức của mình. Mà cái tàng thức của mình là cái kho chứa. Tối ngủ mấy cái thức khác nó ngủ, nhưng mà cái ý thức nó làm việc, cho nên nó vô kho nó moi ra, nó kiếm ra, cho nên mình có chiêm bao. Có nhiều khi á, cũng tự mình suy diễn nữa, chứ không có ai hết trơn á. Trong duy thức học cái gọi là độc cảnh, tự mình suy diễn. Cho nên cái chuyện mà mình quen với người ta hỏi anh tên gì, thấy không, rồi anh làm gì, cái mình diễn tả, mình tưởng tượng ra một con người đó tới hồi gặp nhau chớ giới không. Vậy là lâu nay mình đọc cảnh, đọc ảnh cảnh, tức là một mình suy diễn, một mình tạo lên một cái ước hình đó. Cho nên cái câu chuyện mà Trương Chi Mỹ Nương đó, đó là một cái ý nghĩa, một cái câu chuyện mà trong Phật giáo có thể giải thích một hình thức là tưởng tượng đó. Đó, mà cái tưởng của mình là nhớ là ít khi nào chính xác. Nghe tiếng sáo thổi hay, tưởng một chàng trai đẹp, tới hồi gặp đúng chàng Trương Chi rồi té ngửa. Thì khi mà cái cô công chúa gặp được cái anh chàng thổi sáo mà lâu nay mình tưởng anh đẹp đó, cái mình hết rồi. Tất cả những hình ảnh xưa nay mình nghĩ vậy biến mất hết. Bây giờ sợ quá không dám gặp anh nữa. Nhưng mà cái anh chàng kia xưa nay chỉ thổi sáo trên bờ sông một cách rất nhẹ nhàng, thanh thản, hồn nhiên. Bỗng nhiên hôm nay gặp cô gái này hút ảnh bị nội kết. Cho nên một bên vừa xả được nội kết thì một bên bắt đầu nội kết. Con chăm sóc mẹ con nhưng mẹ con lại hay gây sự với con. Xin thầy quan hỷ cho con biết con phải làm sao cho mẹ con vui. Mẹ muốn vui cho nên mẹ mới gây sự. Vì không gây sự thì hai mẹ con rất là buồn.
Bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh. Nếu không sinh sự, sự nào có sinh? Thì bây giờ á, bây giờ mình nghĩ như thế này nè. Nó có hai trường hợp để sinh sự. Có nhiều khi buồn quá không có chuyện gì, có nhiều nhất là già cả rồi. Nhiều khi hai vợ chồng hồi trẻ romantic lắm, mà tới về già gây lộn quá. Tại sao phải không? Già giờ đâu còn chị gì nói à, chỉ kiếm chuyện để gây cho nó có vui nhà vui cửa. Có nhiều khi người già đó, thật sự ra không phải họ muốn cố tình đâu, nhưng mà đó là cái mình có thể gọi là cái sinh tật của người già. Thì thôi bây giờ á, mình đã chăm sóc mẹ được rồi thì thôi chịu khó chăm sóc luôn tâm lý. Chăm sóc mà thực sự ra chăm sóc về thức ăn sức khỏe không khó, chăm sóc tâm lý người già mới khó. Mà tâm lý người già thì nó thiên hình vạn trạng. Có người thì khó tính, cái gì cũng bắt lỗi. Có người thì thích kiếm chuyện để gây, mỗi người mỗi kiểu. Mà có người không nói gì hết, mình cũng biết đường đâu mà mình làm. Thấy không? Thì đó là những tâm lý của người già. Nếu mình chăm sóc được thân rồi thì thôi chịu khó chăm sóc luôn tâm lý. Nếu mà mình cảm thấy rằng mỗi khi mẹ nói cái gì mình chỉ nghe mà im lặng, mà mẹ sau đó mẹ cũng im lặng luôn, thì thôi mình cứ nghĩ đó như những tiếng vang rồi nó sẽ tắt. Chứ còn bây giờ hỏi làm sao, bây giờ Pháp Hòa suối, một là gây lại không được, hai là biểu nhịn. Chứ quý vị nói sao lỗ vậy? Bây giờ nếu cho là lỗ đi thì thôi mình nhịn, mình mẹ mình chứ ai đâu mà lỗ với lời. Cũng giống như người ta nói tại sao anh sợ vợ, nói trời vợ tôi không sợ, sợ ai. Thì bình thường thôi. Thật sự cuộc sống á, nếu chúng ta coi nó nhẹ cái tự nhiên mọi thứ nó nhẹ theo. Mình hãy cho nó nặng cái tự nhiên nó nặng. Thí dụ một lời nói người ta nói, mình có để được lên cây cân đâu mà mình kêu là lời đó nặng. Nhưng mà chẳng qua là nó nghe nó không có hợp với ý mình thì mình cho nó là lời nói nặng. Chứ bản chất lời nói nhiều khi người ta nói ra cái câu đó người ta không có ý đó. Có nhiều khi người ta vô tâm người ta nói, nhưng mà mình hữu ý mình nghe thì tự nhiên hai cái ý nó khác. Thôi thì bây giờ đơn giản là mình là một vị Bồ Tát lắng nghe. À, có một cái cô đó cũng mới phone qua, cô nói thầy ơi bây giờ con khổ quá, chăm sóc ông chồng mà ông cứ chửi ông nói sùm mỗi ngày cũng mệt ghê, nhiều lúc cũng bỏ ông luôn vậy đó. Cái Pháp Hòa nói bây giờ Hòa chỉ cô cách quán nha. Giờ cô quán vậy nè, thôi kệ đi, bây giờ ví dụ như ông còn tỉnh ông khỏe, ông nói tôi muốn ăn, cái ông nói cái mình làm muốn ăn khỏe. Nếu mà lỡ bữa nào mà ông bị stroke ông hết nói nữa, cái mà ông muốn nói cái mình phải ráng nghe, chừng đó còn khổ hơn nữa. Thôi bây giờ ông còn đang nói rõ, mình nghe từng câu nghe cho nó khỏe đi. Hai tuần lễ sau của phone tôi cảm ơn rối rít. Cô nói trời giờ con nghe con khỏe lắm, không có sao. Thật ra tất cả là do cái mình quán chiếu, không do cái mình nhìn. Thì bây giờ quý vị thấy một cái người mà cứ lải nhải nói, thì thôi bây giờ mình quán vậy nè, nếu lỡ một ngày nào họ không nói được nữa, họ ớ cái nói gì, nói gì, nói sao, nó nói kỹ tôi nghe, còn khổ hơn, thôi vợ nói được nghe đi cho nó khỏe. Cho nên bồ, quý vị thấy Bồ Tát Quan Âm không? Mình rù rì ngài cũng chịu, mà mình nói lớn ngài cũng chịu. Thí dụ mình đứng trước tượng của ngài mà nói Nam Mô Đại Bi Quan Thâm Bồ Tát Phục Nguyện Phổ Môn Thị Hiện Thuyết Pháp Độ Sanh Lâm Nạn Xưng Danh Tầm Thanh Cứu Khổ, khen ngài ngài cũng cười. Mình lâm lâm nói, mẹ ơi con khổ quá mẹ ơi. Ngài cũng ngài, ngài cũng ngồi ngài chịu thôi. Kính thưa thầy, mỗi đêm con đều trì chú Đại Bi, thường thì hay nằm, con hay nằm, xin hỏi thầy có tội hay không? Nếu mà nằm mấy năm nay bình thường thì thôi đâu sao đâu hỏi. Mấy năm nay nằm mà không hỏi, mà trước khi nằm không chịu hỏi, giờ nằm mấy năm rồi mới chịu hỏi. Thưa đại chúng, là thật sự ra đó, tụng kinh trì chú niệm Phật á, nó chẳng qua là một cái phương tiện để giữ tâm mình.
thì mình hãy tùy theo sức khỏe, hoàn cảnh, bệnh duyên mà chúng ta tùy nghi chúng ta hành trì. Cái quan trọng là tâm chúng ta đừng bất kính, thì cái đó nó thành tâm thôi. Ví dụ bây giờ mình mệt mỏi quá, không thể ngồi trì chú được, thì mình nằm. Đó là vì hoàn cảnh mình nằm, mình trì chú bằng tất cả tâm thành, thì có đó không có tội. Còn ví dụ mình có khả năng mình ngồi, mình nói ơi mệt quá nằm trì chơi coi. Nó khác. Có một cô cũng hỏi thầy ơi, con nghe pháp thầy từ sáng tới tối, vô xe vô bếp, chỗ nào con cũng ấy, vậy con đem thầy vô washroom luôn được không? Có hỏi vậy đó. Pháp Hòa nói bây giờ có đem em vô trỏng em cũng có biết đâu. Nhưng mà cái vấn đề là như thế này. Nếu như mà mình đem vô đó, mình ngồi mình nghe mình chứng đạo đó, thầy cũng chịu khó vô trỏng nữa. Nhưng mà có điều là bây giờ thôi, bây giờ mình nghe ổng từ trong xe vô tới trong nhà, tới nhà bé phòng khách thôi, chỗ đó cho ổng nghỉ. Cái đó tùy mình đó. Bây giờ nói tóm lại là tùy lòng hảo tâm. Kính chào thầy, trước hết con cầu chúc thầy nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc. Con mới học được thầy về trợ duyên. Vậy con nên làm gì để trợ duyên giúp cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp trong lúc họ trầm cảm, bị bệnh? Thì thưa đại chúng, là trầm cảm là một cái bệnh về tâm mà hiện nay là phần lớn. Mình muốn giúp người đó, trước hết là mình phải có lòng thương và sự nhẫn nại. Kế đến á, là mình phải có thời gian để tạo những cái sinh hoạt. Ví dụ như á, mình đi đâu chơi, thỉnh thoảng nên dẫn họ ra ngoài. Tâm lý trầm cảm là tại vì họ có gặp nhiều khó khăn, không thể chia sẻ được với ai. Đâu phải mình tới mà họ nói mình nghe đâu, nhưng mình cứ kéo họ ra khỏi cái hoàn cảnh mà họ đang nuôi cái trầm cảm của họ, đem họ ra khỏi đó trước cái đã. Mình đem ra khỏi một cái môi trường để mình làm cho người đó tươi tắn bằng cái một chút nào mình có thể. Rồi từ từ mình mới có thể mình nói chuyện được với người đó. Cái điều này á, nó đòi hỏi tình thương lớn, nhẫn nại lớn và có thời gian. Rồi nhiều khi cái người trầm cảm á, họ rất là khó. Tại vì mình không nói chuyện được. Nhưng mà nếu mình bỏ phế họ, họ sẽ rút dần vào cái chỗ tối, cái bóng tối của họ, thì cái bệnh nó nặng hơn. Cho nên người nào mà thương bạn bè của mình á, quý vị có đi đâu dẫn họ theo. Nhưng mà họ, cái tâm lý họ là không thích ở đâu lâu. Cho nên rồi mình, chỗ nào mình biết là mình sẵn sàng đưa họ đi và sẵn sàng đưa họ rời khỏi chỗ đó khi họ cần. Mình giúp họ bằng nhiều cách thì mới có thể được. Nhất là bạn bè đó, tạo những cái nhóm sinh hoạt với nhau để họ có thể gần gũi được và từ từ họ cởi mở. Kính thầy, con hỏi là trong Phật giáo có nhiều tông phái, hiện nay có nhiều vị thầy đề cao tông phái của mình đã làm cho một số Phật tử sơ cơ như chúng con rất hoang mang khi đi chùa vì chẳng biết theo pháp môn nào là phải. Xin thầy chỉ dạy. Thưa đại chúng, là như hồi nãy Pháp Hòa thưa đó, thời Đức Phật không hề chia tông nào hết, chỉ một tăng đoàn duy nhất. Nhưng sau đó Phật giáo được chia làm hai. Rồi khi Phật giáo truyền đến Trung Hoa, thì do các cái pháp tu, một vị tổ nào đó tâm đắc với cái pháp đó, thì cái pháp đó được xiển dương, rồi từ lâu ngày nó thành ra một cái tông. Ví dụ như là cái pháp môn niệm Phật. Đúng ra thời Đức Phật á, niệm Phật là niệm sao? Không phải như mình bây giờ là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, gọi là niệm Phật đâu. Ngày xưa người ta niệm Phật là vậy nè. Phật là bậc ứng cúng, là bậc chánh biến tri,
là bậc minh hạnh túc, tức là nói những công hạnh cao cả của Đức Phật, để chúng ta học theo những cái hạnh đó, gọi là niệm Phật. Thì khi mà cái pháp môn niệm Phật được truyền, khi mà cái pháp môn niệm Phật được truyền đến và vị tổ khai sơn diễn dương cái giáo pháp đó để gọi là gọi là gì, Tịnh Độ Tông. Nhưng mà thật sự không phải tổ Huệ Viễn, nếu mà nói là ngài là cái tổ gọi là khai sơn pháp môn, khai sáng pháp môn niệm Phật cũng chưa đúng nữa, vì cái đó là ngay có đã thời Đức Phật rồi. Và có thể nói tổ là một cái người phục hưng lại và duy trì và làm cho cái pháp môn này nó cụ thể một hình thức nào đó để cho người ta có thể nương theo, thì bắt đầu lập ra cái tông gọi là Tịnh Độ Tông. Rồi cái vị tổ kia, ngài thích nghiên cứu về luật giới, ngài nghiên cứu về luật giới, chỉ dẫn hướng dẫn tu hành theo giới luật, lâu ngày cái tự lập cái tông là Luật Tông. Rồi thích kinh Pháp Hoa, phát triển kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa, giảng kinh Pháp Hoa, tu theo kinh Pháp Hoa, cái gọi là Pháp Hoa Tông. Như vậy thì các cái tông, rồi giờ người đó trì chú, lấy câu thần chú để làm cái đề, làm cái kinh mình thường tụng. Thí dụ như tụng Án Mani Bát Di Hồng, tụng hoài câu đó để giúp cho tâm mình tịnh, thì cái đó gọi là mật tông. Như vậy thì 10 tông không phải của Phật, mà 10 tông đó là do tổ nương vào 10 cái pháp môn tu mà Phật đã dạy để gom nó lại thành một cái tông, để ai đó thích hợp với pháp nào, tông nào thì đi tìm cái tông đó cho nó dễ. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Ở nước Mỹ mình á, một cái floor shopping á, nó có thể mình tìm được nhiều shop khác nhau. Nhưng mà qua Hàn Quốc á, muốn đi tìm mua đồ rất là dễ, tại vì người ta chia theo lầu. Ai muốn mua dụng cụ nhà bếp, lầu số 2. Ai muốn mua đồ chơi cho trẻ em, lầu số 3. Tất cả những chủ tiệm, có thể hàng trăm tiệm trên cái lầu đó, nhưng mà chung quy chỉ bán một thứ thôi, đó là đồ chơi. Thì ai thích mua đồ chơi lên lầu đó rất là dễ, khỏi cần phải chạy đôn chạy đáo đông tây về để tìm. Thì các tổ cũng có cái nghĩ như vậy, thôi bây giờ mình gom nó lại thành một, để ai có cái thuận duyên với cái nào thì đi tìm với cái đó cho nó dễ. Cũng giống như mà quý vị đi ăn nhà hàng thôi, thích ăn đồ Mỹ thì vô nhà hàng Mỹ, thích ăn đồ Việt vô nhà hàng Việt, nhưng mà thủy chung cũng đều là thức ăn để cống hiến no đủ cho mọi người. Thì pháp môn không phải phân cao thấp, mà pháp môn để hướng dẫn chúng ta tu. Bây giờ ha, nếu như mình tu cái tông của mình mà mình không có hiểu được mục đích của tông. Chữ tông là gì? Là tông phái, là tông chỉ của cái pháp này. Không hiểu được cái điều đó, rồi đem cái này luận cao thấp, thì cái đó thuộc về si mê. Mà muốn đưa cái của mình lên, thuộc về tham. Mà người khác ta nghe vậy ta bực bội, cái người kia sân. Ta chống lại mình, cái cả hai người leo thang sân, leo thang si, leo thang tham bằng pháp môn tu mà vướng tham sân si mà không hay. Cho nên á, thôi cái việc này á, là việc của các vị. Bây giờ ở đây trong phạm vi những vị có duyên với Pháp Hòa, hôm nay nghe là quý Pháp Hòa chỉ có cái lời chia sẻ vậy nè. Quý vị uống thuốc nào hợp, quý vị cứ uống. Và nhớ rằng, quý vị nhớ rằng, nếu đã là uống thuốc thì không thuốc nào hơn thuốc nào. Bệnh bao tử không thể nói anh thấy không, anh nghiệp chướng nặng bề bởi đau gan. Rồi anh đau gan chê anh đau bao tử. Anh nào cũng đau giống nhau. Đã là bệnh thì không bệnh nào hơn bệnh nào. Mà đã có bệnh mới uống thuốc. Mà đã là thuốc thì chỉ nhằm trị bệnh, chứ không phải để phân biệt cao thấp. Tóm lại một lời của Tổ Ấn Quang, thuốc không phân tốt xấu, trị được bệnh là thuốc tốt. Pháp tu không phân cao thấp, pháp nào trị được tâm bệnh là pháp tốt. Tổ Ấn Quang dạy như thế. Câu thứ hai, xin thầy giải rõ cho ba pháp quy y. Quy y Phật
không quy y trời thần quỷ vật, quy y pháp, không quy ngoại đạo tà giáo, quy tăng, không quy bạn đảng xấu ác. Xin thầy dạy rõ. Thưa đại chúng, ba câu này là sau này các tổ viết ra để cho chúng ta nương vào đó để chúng ta phát nguyện thôi. Thì cái câu này nói là khi mà quy y Phật rồi thì mình không có quy y bất cứ thần quỷ vật nào nữa. Tại vì Phật là gì? Là người thầy giác ngộ, phải không? Mà đã là mình có một người thầy giác ngộ thì mình theo người thầy là mình học. Còn thần quỷ là gì? Là những vị người ta còn phạt thưởng mình theo cái vui buồn của người ta. Mình cúng cho người ta thì người ta hoan hỷ, rồi không cúng, hay là mình hứa cúng mà không cúng thì người ta giận. Cho nên rồi nhiều khi mình cũng đồng hóa Phật với mời Phật cũng giống như các vị này. Cho nên Phật tử không nên nói những câu này. Tháng rồi tôi hứa cúng chùa 200 mà tôi kẹt tiền tôi cúng còn có 100, bởi Phật quở tôi bệnh nguyên tháng. Đấy, mình đã biến Phật thành thần rồi. Nếu như mình hứa cúng 200 mà cúng còn có 100 mà Phật quở mình bệnh thì không phải là Phật. Cái này là thần quỷ. Chứ Phật tử là không bao giờ nói như vậy. Xin lỗi, bây giờ mình nói Phật ơi con hết tiền con không cúng, Phật cũng không hề phạt gì mình, huống chi cúng phân nữa muốn gì nữa. Cho nên đừng bao giờ nói như vậy. Nói tôi hứa ăn chay 3 tháng mà tôi ăn mới còn có 2 tháng tôi ngã mặn cho nên tôi, bởi vì Phật quở tôi đau bệnh suốt. Không phải vậy. Phật không hề rảnh rỗi đi làm việc đó. Mà nếu thật sự Phật làm điều đó thì đâu phải là một đức Phật, phải không? Vậy thì mình quy y Phật thì không thể đồng hóa Phật với thần quỷ cái kiểu đó. Cho nên tại vì mình cứ nghĩ thần quỷ vậy cho nên mình đem Phật kiểu đó luôn. Cho nên nhớ là quy y Phật rồi thì không quy y cái kiểu đó thì nghĩa là không đồng hóa Phật thần quỷ. Quy y Pháp nghĩa là Pháp là lời dạy của Phật, nói cho đủ là Phật Pháp. Mà lời dạy của Phật có đủ hai yếu tố là trí tuệ từ bi. Còn nếu mà Pháp thế gian thì nó lệch lạc vô cùng. Như nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Pháp thế gian là mình là Phật tử rồi mà chụp hình không dám chụp ba người thì đó không phải là Phật tử. Làm gì sợ chụp ba người? Hỏi tại sao? Nói ba người xui. Vậy chứ mình quy y Phật Pháp Tăng không xui hả? Rồi hàng ngày mình chưng phước lộc thọ cũng ba ông à, phải không? Không có cái vấn đề. Những cái pháp như vậy đó là ngoại đạo tà giáo, nó không phải của Phật giáo. Rồi ví dụ như bây giờ mình nói là mình đem Phật về mình thờ, rồi người ta mới nói tại làm sao anh thờ Phật đứng, bởi số anh khổ hoài, thấy không? Bị gì đứng nó khổ. Hỏi sao mới hết khổ? Thờ Phật ngồi. Dạ, đã bưng ông Phật đứng vô gửi, thỉnh Phật ngồi về để. 3 tháng sau người khác chạy lên nói tại sao anh thờ Phật ngồi? Bởi lúc này anh thấy em làm ăn chậm chạp không? Bởi vì ngồi mà anh cầu Phật đứng dậy hơi lâu. Anh thờ Phật đứng, anh réo Phật đi liền cho nó lẹ. Cả hai đều là tà kiến hết, ngoại giáo hết. Lời dạy nào của Đức Phật có đủ từ bi trí tuệ. Cho nên quy y Pháp thì không đồng hóa giáo Pháp của Phật với những cái giáo nghĩa như vậy. Thí dụ như nói cúng cơm á, không có được cái người mới chết á, không có được cúng mì, cúng bún, không có được cúng đậu đũa, đậu que, không có được cúng dưa leo. Hễ tất cả những thứ gì mà trồng mà nó có dây á, có nhợ là không được. Hỏi tại sao? Nó cột chân người chết. Nó mì á, không được cúng mì, cúng bún. Tại vì người chết mà bị quấn mấy cái đó lại, cái họ đầu thai không được. Trời ơi, làm họ làm như họ không biết bức họ đi. Đó là một quan niệm không phải của đạo Phật. Cho nên nếu mình còn cái tư tưởng đó thì mình chưa phải là người học Pháp của Phật. Rồi thậm chí là mình còn cố chấp vô những cái giáo Pháp như là thọ Bồ Tát giới, là không được ăn đồ cúng, tụng chú Đại Bi không được ăn đồ cúng, ở nhà không được mở nái niệm Phật, không được mở máy tụng kinh. Tại vì mở máy niệm Phật, mở băng tụng kinh là ma quỷ nó theo.
làm như ma quỷ nó mê lời kinh lắm vậy. Rồi ở nhà mở nhạc cả ngày, lỡ quỷ ma nó mê nhạc rồi sao? Sao không nghĩ? Sao không nghĩ vậy mà cứ nghĩ mở kinh là ma nó vô? Rồi mở nhạc cả ngày, rồi rủi gặp ma nó không thích kinh, nó thích nhạc rồi sao? Đi tụng đám tang không dám đi về nhà, ghé vô công viên nào mở cửa ra nó mờ ma đi xuống. Bây giờ nếu mình mở cửa mà nói ma ơi xuống đi, nó đi xuống thiệt, mình dám đứng đó mình đóng cửa lại đi về không? Đó là ngoại đạo tà kiến. Bây giờ quy y tăng không quy y bạn hữu ác đảng. Tức là tăng là gì? Tăng là đoàn thể của những người sống thanh tịnh hòa hợp. Đó là nghĩa của chữ tăng. Thế thì chúng ta là những người có thể có hình tướng tăng, danh nghĩa tăng, nhưng mình hãy nhìn lại cái cách sống của mình có hòa hợp không? Nếu mà không hòa hợp là mình là đảng khác rồi, không phải là cái tăng thể của như Phật. Rồi cái câu nó là vậy. Ráng hai câu nữa thôi. Con có thắc mắc mong thầy giúp con. Tại sao tỳ kheo ni thọ tỳ kheo thọ 250 giới, tại sao tỳ kheo ni phải thọ 348 giới? Có phải người nữ nhiều tội lỗi hơn không? Thưa đại chúng, ở một cái đất nước Mỹ 52 tiểu bang, mà có thể nói không tiểu bang nào luật lệ giống nhau. Tại sao? Tại vì quốc độ mỗi nơi nó mỗi khác. Phó Hòa ví dụ, ở Cali vì có động đất cho nên không có xây basement. Nhưng mà qua Oklahoma, nhà nào xây cũng phải có một cái hầm để mà trốn những cơn trốn. Nhưng mà nếu mà mình nói qua Cali xét nhà phải làm cái hầm đó có cần không? Không cần, bởi vì Cali nó không có những cơn trốn đó. Nhưng mà qua Oklahoma là nhà nào cũng có cái hầm hết, ở ngay cái garage. Nếu mà hầm cũ thì trong nhà, mà sau này là nằm ngay garage, mà sau này làm rất là tối tân, để khi báo động lên có một cơn trốn đi ngang thì tất cả chui xuống hầm đó. Mà thậm chí bây giờ có nước nôi đổ dưới để mình trốn một cái thiên tai nó tới. Như vậy thì nó tùy theo mỗi quốc độ mà nó có những cái trường hợp luật lệ khác nhau. Cũng như thế, nam và nữ khi đi tu có những khó khăn khác nhau, thì có những cái điều kiện làm cho mình đẹp hơn. Đại chúng cứ nhớ như thế này, giới luật không phải làm cho chúng ta bị gò bó, mà giới luật làm cho chúng ta đẹp hơn, thanh tịnh hơn. Nhưng mà nói là giới luật, nhưng mà thật sự không có gì giới luật cả. Phần lớn là nó thuộc về ở cái mặt oai nghi, nét đẹp. Ví dụ, một thầy tỳ kheo đi không được đánh đằng xa, đi không có tay chân bài hải vậy. Tỳ kheo không được đi kiểu đó. Ví dụ vậy, đó là một giới. Mà tại sao phải thiết lập nó thành giới? Bởi vì thiết lập nó thành giới để chúng ta thấy cái tầm quan trọng chúng ta ráng giữ. Mà giữ được cái đó đẹp cho ai? Đẹp cho mình. Một vị tỳ kheo không được ngồi chồm hổm thì nó thành một giới. Nhưng bây giờ đối với người nữ, người nữ có những khó khăn về mặt đời sống của người nữ, ví dụ nội thân thể thôi là cũng đã có nhiều khó khăn rồi, thì nó có những cái điều lệ để nói lên, để giữ được cái sự thanh tịnh, trong sạch, đẹp của người nữ. Vậy thì đại chúng, cái này nó không có phân biệt, và cũng không phải vì người nữ tội lỗi nhiều mà có giới nhiều, không phải vậy. Mà do chúng ta có nhiều vấn đề trong cái cuộc sống của người nữ, thì chúng ta cần có những cái điều lệ được đặt ra để chúng ta áp dụng, để chúng ta có được một cái đời sống tu rất là an tịnh. Quý vị thấy được cái điều, cái giới không? Giới không phải làm cho chúng ta gò bó, mà giới làm cho chúng ta đẹp hơn. Ví dụ như trong luật nói, không được vừa nhai cơm vừa nói chuyện. Tại sao? Tại mình nhai cơm nói chuyện thì cơm bún nó văng ra, mà người ta nhìn vô miệng mình, ta thấy mình tùm lum miệng, nó mất cái đẹp của người tu. Vậy không lẽ nói Phật bất công, ăn cũng cho nói nữa. Thì cái đó là cái nét, giữ được cái đó nó đẹp.
Rồi thí dụ như này, trong khi ăn không được gãi đầu. Tại sao? Tại vì sợ bụi văng qua tô người khác. Trong khi ăn lỡ thấy một sợi dây thun, một con ruồi mũi gì, im lặng lấy giấy, lấy đồ gói lại. Chứ không có giờ, trời ơi trời coi nè, coi nè, coi nấu ăn nè. Mình to vậy sợ con ruồi. Mà thí dụ như mình không thấy con ruồi nó chết trong đó, ăn không? Vẫn ăn bình thường mà có chết đâu. Nếu mình nói lên mà mọi người người ta gớm nhờm cái chuyện đó, người ta bỏ nguyên nồi canh đó, có phải là cái lỗi không? Cho nên mình nói ví dụ vậy đó. Rồi ví dụ như đó là khi đi ra khỏi nhà vệ sinh phải chỉnh đốn lại áo quần cho ngăn nắp. Cái đó là nét đẹp của mình. Thế thì một người tu nói với nhiều như vậy đó, nhưng mà thật sự tất cả phần lớn nó đều là cái ở cái mục oai nghi hết. Nó có hai phần, ác tác và ác thuyết. Ác tác là cái lời, cái hành động nó có thể làm nên cái xấu. Ác thuyết là lời nói. Ví dụ như một vị không được đi nó thọc tới thọc lui chuyện của hai người đó, nếu mình làm điều đó gọi là ác thuyết. Không? Còn mình ví dụ như đi đánh đàn xa là ác tác, tức là làm hành động không đẹp. Mà người nữ thì nó cũng có những cái khó của người nữ, cho nên người nữ được cái nhiều hơn. Mà cái nhiều hơn đâu phải là tội lỗi nhiều, mà làm cho mình càng đẹp hơn thôi, chứ không có gì hết. Chờ quý vị đừng có buồn là ôi sao Phật bất công. Phật không bao giờ chế giới trước nha. Ai phạm tới đâu chế tới đó. Cái đó nhà Phật gọi là tùy phạm tùy chế. Tùy theo cái chỗ phạm của người mà Phật chế một giới. Vì vậy cho nên trong hàng ngũ của chư ni có 348 trường hợp được phạm, được vi phạm. Cho nên 38 trường hợp được thiết lập thành quy luật. Chư Tăng có 205 trường hợp vi phạm, cho nên mới có 205 trường hợp giới. Chứ Đức Phật không hề nói rằng hôm nay các thầy tập hợp lại đây nghe tôi đọc một bản 250 điều các thầy không được làm. Người ta sẽ hoang mang và nói rằng Phật không có dân chủ. Chúng tôi có phạm đâu mà áp đặt điều luật. Phạm điều nào chế điều đó. Rõ ràng ở quốc gia quốc độ này cũng thế. Cái thời chưa có cái cell phone, luật Mỹ chưa bao giờ có cái chuyện là cấm nói cell phone trong khi lái xe. Mình cũng chẳng biết cái cell phone là gì nếu 30 năm trước. Vì sau này có chuyện có cell phone, mà lúc có cell phone cũng chưa có cái luật mà cấm nói phone. Do sau này tai nạn xe cộ quá nhiều, bắt đầu luật mới áp dụng là khi lái xe không được nói phone, khi lái xe không được bấm GPS, vì lo ngó cái đó lủi ràng trước. Nhưng mà có người phạm, nó hình thành những cái điều phạm rồi, nó gây những tai nạn rồi, luật chế ra tất cả phải tuân hành vì nó là một sự thật. Đức Phật là một bậc thầy đầy đủ dân chủ. Điều gì chúng ta phạm Phật mới nói, chứ không phải tự khi khổng khi không rảnh quá ngồi suy nghĩ điều gì phải làm. Cho nên thưa đại chúng là gần 350 vấn đề được xảy ra thì 350 vấn đề được hình thành. Giờ câu cuối. Cha mẹ con đã mất trên 10 năm, tro cốt của cha mẹ con được gửi trong chùa. Nay con có nên lấy tro cốt của cha mẹ để rải trên núi hay không? Nếu muốn biết điều này, tối nay hỏi hai bác. Ba má ơi, con muốn rải ba má có ok không? Thưa đại chúng, ngay bây giờ Pháp Hòa nói chỗ này một chút. Thật ra đó, nếu chúng ta hiểu tận cùng của đạo lý thì tro cốt cũng chỉ là cát bụi. Rải xuống sông, xuống núi, xuống gốc cây đều được hết. Nhưng bởi vì chúng ta là người sống có tình cảm, người cha mẹ đi rồi chúng ta giữ chút gì đó để gọi là cái kỷ niệm, thì chúng ta có để chúng ta tưởng nhớ vậy thôi. Nhưng đến một lúc nào đó mình già yếu rồi, bây giờ mình biết rằng thế hệ con cháu sau này của mình chắc gì nó giữ, nó thăm viếng, nó thờ cúng, thì thôi trước khi mình theo ông bà, mình giải quyết những cái gì mình có thể giải quyết được, đem đi rải sông, rải biển, rồi
lên núi gì đó tùy mình. Bởi vì mình biết cái tốt sao con cháu mình là nó không còn được cái điều như mình làm rồi, thì mình giải quyết ở đây là vì mình muốn gọn cho mọi việc thôi, chứ còn không có chuyện đúng sai gì trong vấn đề này hết, mà cũng không có nên hay không nên gì trong việc này hết. Mà mọi nó phải tùy theo mỗi hoàn cảnh, nó tùy theo mỗi gia đình mà chúng ta quyết định một cái việc gì đó thôi. Chứ còn có gì đâu không nên với nên, cát bụi mà, phải không? Mình cứ ca hoài những cái bài hát đó đó. Một rồi một mai tôi về làm cát bụi, ôi cát bụi tuyệt vời, phải không? Cho nên á, mình trở về và cát bụi là điều tất nhiên thôi, không trước thì sao. Có những ngôi mộ chôn xong mấy chục năm sau không còn người thăm viếng, siêu mồ lạc mã, thì cũng trở thành phân bón trong tương lai thôi. Cho nên cái vấn đề này tùy theo mỗi hoàn cảnh, mỗi gia đình. Quý vị cứ làm gì mà thuận tiện nhất cho gia đình mình thôi là được. Thì hôm nay trong cái buổi tối này chúng ta mất gần 2 giờ tiếng chứ tiếng rưỡi ha, để trả lời những câu hỏi đúng theo cái sinh hoạt chương trình của mình. Thì Pháp Hòa xin lỗi vị Phật tử viết những câu hỏi mà thuộc kinh điển Đại Thừa, dẫn chứng rồi vân vân đó, thì Pháp Hòa không đủ thời gian, và ở đây phần lớn thì có thể cũng khó hiểu được những cái điều mình sắp nói. Thôi thì quý vị hoan hỷ cho Pháp Hòa gửi lại câu này, Pháp Hòa sẽ nói ở một cái buổi nói chuyện khác. Tối hôm nay vì mình đã kêu gọi rồi cho nên là những câu hỏi rất đông. Nếu trả lời hết cái này thì hết thời gian, thì phụ lòng những câu hỏi khác. Mong quý vị hoan hỷ, ai cũng công bằng là mỗi người một câu hỏi. Thì chúng ta đã giải quyết xong tất cả những câu hỏi này theo cái khả năng của Pháp Hòa. Có thể Pháp Hòa chưa giải tỏa được hết, chỉ mong là các vị tạm nhận một chút gì đó, rồi sẽ cầu thỉnh ở các bậc cao đức khác. Phần Pháp Hòa biết nhiều nói tới đó thôi. Thì mong đại chúng hoan hỷ cho những thứ sót. Thì một lần nữa chúng con tri ơn Hòa Thượng Viện Chủ cùng Chư Tăng Ni ở tại Chân Không Thiền Viện cũng như là Chùa Thanh Nguyên đã tạo duyên cho chúng con trong suốt 3 ngày qua. Và trong thời gian chúng con ở đây và sinh hoạt với đại chúng, nếu có điều gì sơ sót, mong trên Hòa Thượng, Chư Tăng Ni và đại chúng từ bi hoan hỷ cho. Nam Mô A Di Đà Phật.